Hiện tại mình đây đang làm một sản phẩm mới của nhà Jean Paul Gaultier. Vâng, và nó vừa mới được ra mắt vào năm 2024, một sản phẩm hướng tới cộng đồng LGBT, lại còn sản xuất limited nữa, có nghĩa là nó sẽ bán với một số lượng cũng như là vào một khoảng thời gian nhất định thôi, sau đó thì nó sẽ không còn sản xuất nữa. Và so nó với những sản phẩm ra mắt gần đây của nhà Jean Paul Gaultier thì tôi thấy trái nước hoa này khá phù hợp với khí hậu mùa hè ở Việt Nam, và thậm chí rằng tôi đang có thiện cảm khá tốt về em nó. Hình như có cái gì hơi sai sai ở đây từ cái phần màu đèn và cái việc mà tôi thấy có thiện cảm hơn so với sáng tạo này với những người đàn anh đi trước. Cụ thể vì sao? Cùng nhau tìm hiểu trong video lần này nhá. Trước tiên thì chúng ta sẽ cần phải nói qua về sáng tạo vào năm 2024 này. Nhưng mà nếu như các bạn chưa biết thì Jean Paul Gaultier có một sáng tạo vào năm 2023. Và cái tên của nó cũng giống như cái tên này, đó là Le Male Pride Edition. Và cái phiên bản năm 2023 nó cũng có sự khác biệt so với chai nước hoa mà mình đang cầm ở đây. Phiên bản năm 2023 thì nó cũng có một cái màu trắng, nhưng mà nó được trang trí thêm bằng một cái áo len ở phần phía mặc ở phía ngoài, che ở cái phần thân trên. Và nó cũng có hai bản, một bản dành cho nam và một bản dành cho nữ. Và cả hai phiên bản này thì cái phần họa tiết trên áo nó cũng có sự khác nhau. Và cái phiên bản năm 2024 này thì nó cũng có hai phiên bản luôn, một bản dành cho nam và một bản nữa dành cho nữ. Thì đương nhiên là cái bản nữ thì tôi không có ở đây rồi, tại vì thực ra tôi cũng toàn làm nước hoa dành cho nam thôi. Thế nên là ngày hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào cái nhân vật chính trong đây, đó là Le Male Pride Edition phiên bản 2024 dành cho nam. Nhưng mà bên cạnh đó thì có cái câu chuyện cảm hứng đằng sau của hai cái mùi hương dành cho nam và dành cho nữ, nó cũng khác nhau nha. Mặc dù là cùng hướng tới cộng đồng LGBT nhưng nó có sự khác biệt về câu chuyện. Để tôi chuyển sang cái cam này cho các bạn dễ dàng nhìn thấy. Đó chính là các bạn đã nhìn thấy một cái thiết kế màu trắng đang xuất hiện ở đây đúng không? Và nếu như nhìn lướt nhanh qua, các bạn sẽ thấy là nó có những cái đường vẽ rất là đậm màu đen. Và cái đường vẽ này thì chủ yếu là vẽ đến những cái sự cách điệu về cái bộ phận nhạy cảm của nam giới với những hình thù khác nhau. Mình sẽ chỉ lướt qua đây thôi vì nó sẽ bị ảnh hưởng liên quan đến cái vấn đề 18+. Đó, nên tôi sẽ cho các bạn xem cái hình duyệt đó. Và bên cạnh đó thì nó có những cái hình con cũng là vẽ như vậy, nhưng mà với nhiều màu sắc khác nhau hơn. Cái phiên bản của nữ thì các bạn cũng có thể tìm đâu đó hình ở trên mạng để có thể nhìn kỹ hơn. Cái phần thiết kế chai của chai nước hoa này thì nó cũng rất là rõ rệt ở cái phần mặt trước, mà đằng sau thì nó đây. Đó. Và chai nước hoa Le Male Pride Edition này được ra mắt năm nay nhằm tôn vinh hướng tới cái cộng đồng LGBT. Và nó là sự kết hợp giữa Jean Paul Gaultier với cộng đồng LGBT ở NYC. Họ muốn truyền tải về cái sự bình đẳng về giới tính được mọi người công nhận nhiều hơn, chứ không có sự phân biệt nào cả. Và người được chọn để vinh danh trong chương trình năm nay đó chính là Kate Herring, một nghệ sĩ cũng là một người hoạt động ở những cái hoạt động xã hội. Và đây cũng là một người đặt những cái dấu mốc đầu tiên trong cái việc đòi lại quyền bình đẳng cũng như là quyền của LGBT cách đây 20 năm trước. Và mùi hương này thì họ truyền tải và họ lấy cảm hứng từ đó. Họ muốn là mọi người yêu thương bản thân mình nhiều hơn và được bình đẳng về phần giới tính hơn. Thì cái này các bạn cũng có thể xem trên trang chủ của Jean Paul Gaultier. Họ ghi rất rõ về cái câu chuyện về cái việc là tại sao lại làm mùi hương này, cũng như là những cái thiết kế vẽ như này nó đều có lý do hết nha. Còn cái phiên bản của nữ thì sẽ là một câu chuyện khác. Sau này nếu như tôi làm thì tôi cũng sẽ truyền tải cái phiên bản của nữ hơn để cho các bạn hiểu. Rồi, và đó là tất cả những cái gì tôi tìm hiểu được về Jean Paul Gaultier Pride Edition. Còn bây giờ sẽ là cái cảm nhận của tôi về cái phần mùi hương của em nó. Cái hộp thì nó thật là tôi thấy rất đẹp, đặc biệt là cái hộp màu trắng. Và lâu lắm rồi thì tôi mới lại nhìn thấy chai Jean Paul Gaultier nó có thiết kế màu trắng như thế này. Từ sau cái phiên bản Fleur de Mille, tôi cũng có ở trên kệ kia. Và cái phiên bản 2023 của cái phiên bản Pride Edition này thì tôi cũng không có ở đây, nên là tôi cũng không thể nào có cái sự so sánh cho các bạn được. Thế nên là tôi sẽ đánh giá trên cái trải nghiệm cá nhân tôi về cái mùi hương này sau đâu đó khoảng tầm hơn một tuần xịt liên tục. Đó, thì mùi hương này khi các bạn vừa mới xịt ra ấy,
các bạn sẽ nhận thấy một cái vai mùi hoa trắng. Và thực sự thì nó không hề giống với tất cả những người đàn anh trong vòng 5 năm đổ lại đây của nhà Jean-Paul Gaultier, không tính cái phiên bản Dry Edition nhá. Đây là mình nói là những cái phiên bản xuất hiện ở Việt Nam, như kiểu là Uchamel, như kiểu là Le Meu Le Parfum, rồi những cái mùi như là Le Beau Le Parfum, rồi Le Meu Elixir. Kể cả cái con Lover này, tôi cũng có con Lover ở đây. Đây, mới nhận luôn. Thì đây là một cái phiên bản hoàn toàn khác. Nó dường như là một người LGBT thật trong bộ sưu tập tất cả những cái mùi dành cho nam của nhà Jean-Paul Gaultier. Và tôi nghĩ là cái việc mà Jean-Paul Gaultier làm ra mùi hương này, sau đó đặt nó vào bộ limited, nó cũng có lý do của nó thôi. Tại vì DNA của Jean-Paul Gaultier thì luôn luôn rất rất ngọt rồi, ai cũng hiểu cái câu chuyện đấy. Đó, thế là tự nhiên mà rơi một cái ông, cái vai mùi hoa trắng ở Citrus vào đây thì nó không thể nào hợp lý được, đúng không? Mùi hương này thì khi mà mình vừa mới xịt trên da thì tôi nhận thấy một cái vai của mùi du du rất là rõ rệt. Và nếu như bạn là một người xem những cái buổi live TikTok của mình, thì hôm đầu tiên mình cầm em này về, mình xịt và mình đã phải lôi con MSOTV ra để mình side by side hai mùi với nhau. Thì cái cảm nhận đầu tiên của mình đó là cái nét du du, có nghĩa là một cái citrus, một cái bay mùi bùng nổ rất là mạnh mẽ xuất hiện ở trong cái con Pride Edition. Nhưng so với con OGV thì nó vẫn khá là nhẹ nhàng. Đó, có thể gọi là chỉ bằng một nửa thôi. Nhưng ở cái phiên bản OGV nó chua hơn, còn ở phiên bản này thì nó làm nhẹ nhàng hơn. Và cảm giác rằng là toàn bộ những cái DNA nam tính, tiêu tiết các thứ quế quyết của cái dòng của nhà Jean-Paul Gaultier quen thuộc ấy, nó không hề có ở đây một xíu nào. Ngoài cái mùi rất là bùng nổ và tươi sáng mạnh mẽ của du du ra, hay người ta gọi là quả du dự, thì các bạn nhận thấy một cái nét hơi the một chút đến từ những cái một vài điểm xuyến, một vài cái lá thôi. Đó. Và khi mà mùi hương này biến chuyển thì các bạn nhận thấy một cái vai mùi hoa trắng lên rất rõ rệt. Và cụ thể ở đây thì nó là neroli, nhưng cái mùi hoa trắng ở đây nó không tạo một cái cảm giác quá hoi, hay là cái kiểu hoa trắng theo cái hơi hướng là kiểu sáp màu như mình hay nói, hay kể về những cái vai mùi hoa trắng. Mà cái nét hoa trắng ở đây mình cảm giác nó rất là dày. Và nếu như mà để cho mình dễ hình dung thì nếu để xét những cái chai nước hoa mùi hoa trắng thì Le Meu Pride Edition là một chai thể hiện được cái sự nam tính rất là đáng có ở trong này. Nghĩa là kiểu thường hoa trắng các bạn sẽ thấy là nó lên một cái vai khá là unisex, nhưng ở phiên bản này vì nó có độ tỏa nó quá tốt, hỗ trợ bởi du du, nên các bạn sẽ thấy con này dành cho nam ban đầu rất rất ổn. Nhưng mà trên da mình đâu đó khoảng tầm đến tiếng thứ hai thì mùi hương của Pride Edition nó bắt đầu có sự biến chuyển, và càng ngày nó càng khô xuống. Mùi nó vẫn dày như vậy và nó có xu hướng giống mấy cái mùi nước xả vải sử dụng những cái bay mùi nước hoa ở trong đó. Và nếu như mà để tôi nghĩ thì ở khoảng tầm 2 tiếng đầu, đặc biệt là khi nó kết hợp cùng với độ tỏa tốt cái DNA của nhà Jean-Paul Gaultier, thì các bạn sẽ thấy nó như kiểu là các bạn đang giặt 2 đến 3 cái áo, nhưng các bạn đang cho đến một cái cốc đầy ự nước giặt như thế này. Và khi mà các bạn phơi đủ nắng thì mùi hương nó bám dai dẳng ở trên da. Và thực sự thì sau khoảng tầm 2 tiếng cho đến 5 tiếng ở trên da mình, nghĩa là từ tiếng thứ 2 đến tiếng thứ 5, thì tôi cảm thấy mùi hương này nó khá là ngột ngạt vào mùa hè. Thế nên là có tí nữa tôi sẽ nói về cái vấn đề là chai nước hoa này có khuyến khích các bạn mua mùa hè hay không nhá. Nhưng mà đến từ tiếng thứ 2 đến tiếng thứ 5 thì tôi thấy khá là ngột ngạt trong phần mùi hương, và nó cảm thấy làm tôi hơi nhức đầu. Đặc biệt là với một thằng như tôi, là một thằng theo một cái style là kiểu nhẹ nhàng thôi, đừng có nồng quá. Nên là tí nữa tôi sẽ phân tích rõ hơn là có nên mua chai nước hoa này không. Nhưng mà kể từ tiếng thứ 6 trở đi, khi mà mùi hương nó đã phai dần ở trên da, thẩm thấu dần vào da, cũng bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết, thì Pride Edition lại khá là dễ chịu. Và lúc này nó gợi nhớ tới khá là nhiều những chai nước hoa sử dụng neroli, cũng như là cái vai mùi làm hương Shopee, Tom Ford Neroli Portofino. Các bạn cũng có thể ngửi tới con Rivivea của Rivivea Neroli của Flavia. Đây, mới tinh, tôi mới làm review trên TikTok thôi, tôi cũng chưa làm video bên này, có gì thì tôi sẽ làm sau. Và nó có một cái phần nào đó nét tương đồng và một chút bay mùi ngọt của hoa trắng, vẫn có ngọt. Nhưng mà nói thật là tôi khá là bất ngờ về cái sáng tạo này. Tôi không biết là cái sáng tạo 2023 như thế nào, nhưng mà với tôi đây là một sáng tạo mà
có thể làm tôi wow trong những sáng tạo của Jumbo Gautier mà tôi đã từng thử trong vòng vài năm đổ lại đây khi nó tiếp cận thị trường Việt Nam. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần hiệu năng của chai nước hoa này. Phải nói rằng là mặc dù là một chai nước hoa, các bạn nhìn trên bản Fragrantica hay là kể cả cái những cái phần liệt kê về nốt hương, thì con Dry Edition này nó có cái nốt hương chủ đạo là hoa trắng cùng với citrus đúng không? Có thể là các bạn đã nhìn thêm có chút xạ nữa, nhưng nó lưu rất rất tốt. Trên da mình nó sẽ trung bình, nhẹ nhàng, vui chơi ở trên da trên 7 tiếng là điều hoàn toàn thừa sức. Và mùi hương này nó sẽ tỏa cực tốt trong khoảng tầm 4 tiếng đầu. Có nghĩa là các bạn chỉ cần xịt một xịt vào phần tay thôi, các bạn chả cần làm cái đấy, thì các bạn ngồi trong môi trường văn phòng, mình thì xịt buổi sáng, sau đó mình ngồi làm việc, viết nội dung, mình làm nội dung tư vấn trong vài bên, thì mùi hương nó vẫn ào ạt sộc lên mũi của mình. Thế nên là với cái mùi hương này thì tôi cũng nghĩ rằng là đây là một cái điểm cộng nhưng cũng là một cái điểm trừ. Có nghĩa là nếu như những bạn nào cần một cái mùi hương mùa hè, có được một cái vai mùi hoa trắng citrus để gây ấn tượng với số đông, thì con này rất ok, tỏa tốt, lưu cũng rất rất ổn. Nhưng mà nếu như bạn là một người như mình, nghĩa là bạn có xu hướng thích những cái mùi nhẹ nhàng thôi, có độ tỏa hương vừa phải, thì con này trong khoảng tầm 4 tiếng đầu nó sẽ làm cho các bạn khá là khó chịu, đặc biệt là tôi. Nhưng mà tôi không hiểu sao hôm tôi xịt mùi hương này, tôi đi tập xong rồi tôi về thì người yêu tôi khá thích ngửi mùi hương này. Người tôi bảo là ui, tưởng mùi của em nào cơ. Nhưng mà tôi bảo không, tôi đang xịt một ngày, lúc sau tôi phải mang chai nước hoa này ra. Thì người tôi bảo thơm. Nên là tôi cũng chưa hình dung được là thực sự thì với những người xung quanh thì họ cảm thấy mùi hương này như nào. Không biết là ông bà đã dùng qua thì cũng có thể feedback ở phía dưới nhá. Cái tiếp tới mà tôi sẽ muốn nói đó chính là cái phong cách ở đây sẽ như thế nào đối với nếu như các bạn định mặc em nó. Thì với mình thì mình sẽ nghĩ tới một anh chàng rất là bảnh bao, rất là điệu đà, điệu theo cái gọi là những cái góc nhìn của những bạn LGBT. Các bạn thứ nhất là các bạn rất tự tin, cái thứ hai là các bạn mặc những cái món đồ nó cũng rất là kiểu thời trang, nó rất là có gu. Và cái thứ ba là cái sự bóng bẩy, cái sự chỉn chu từ làn da cho đến những cái mái tóc cũng như là những cái trang sức đi kèm, các bạn thể hiện được luôn mình là người ở trong cộng đồng LGBT. Thì đối với tôi, con này nếu như mà để tôi đánh giá trên những cái tóm mùi hoa trắng thì nó có đủ sự nam tính. Nhưng nếu như bảo là tôi lựa chọn một mùi hương dành cho nam của con này thì tôi cũng sẽ khá là cân nhắc. Bằng một cách thần kỳ nào đó thì Jumbo Gautier trong sáng tạo Le Male Pride Edition này, tôi cảm thấy nó rất phù hợp cho những bạn ở cộng đồng LGBT. Họ không phải là những người mà kiểu không quá tự tin, vẫn còn đang giấu cái giới tính thật của mình. Nhưng mà đối với tôi thì phiên bản này là một cái phiên bản mà sẽ, có nghĩa là khi các bạn đã, những người xung quanh đã biết bạn và bạn tự tin về điều đó, bạn không có gì phải né tránh và bạn mặc mùi hương này từ độ tỏa cho đến nhóm mùi, thì tôi nếu như là một người tinh tế lướt qua thì tôi cũng sẽ bằng cách là nhìn bằng mắt, người bằng mùi và nghe bạn nói thì tôi cũng sẽ biết được là bạn là người ở trong cộng đồng LGBT và bạn rất tự tin về điều đó. Thì tôi nghĩ là con này rất là phù hợp. Các bạn có thể mặc những cái đồ mùa hè mát mẻ, không quá bó ôm sát, như kiểu style Hàn Quốc oversize, đeo những cái túi, rồi đi những đôi giày màu trắng, mà đặc biệt là những cái vai màu sáng nữa, thì sẽ rất hợp với Le Male Pride Edition. Còn nếu như mà những ông nam hỏi tôi mùi hương này có xài được không, thì tôi nghĩ rằng là ok, ông cứ mặc như vậy thôi. Còn mùi hương này thì tôi nghĩ là cũng xài ok được. Nếu như bảo tôi rằng là anh ơi, chai nước hoa này có xài được mùa hè hay không, thì tôi vẫn phải nói một câu rằng nó xài được mùa hè trong những sáng tạo của nhà Jumbo Gautier. Mấy cách đây vài chắc 1-2 tháng tôi có review về chai Le Beau Paradise Garden, thì với tôi con đấy nó không xài được những cái mùa hè nắng nóng. Nhưng mà dưới cái phiên bản Fly Edition này thì cá nhân tôi nghĩ rằng là nó phù hợp với cái thời tiết kể cả là khoảng tầm 32 độ cho đến 35 độ. Các bạn có thể tiết chế về cái liều lượng xịt, cũng như là nếu như các bạn không muốn ngửi thấy mùi hương liên tục thì các bạn có thể xịt ở những cái nơi tránh cái vị trí nó bay thẳng lên mũi, thì nó rất ok. Sau gáy hoặc là ở một phần tay xong rồi các bạn chấm lại, thì mùi hương này nó dễ chịu hơn, nó ngon hơn và nó đúng chất hè hơn trong những sản phẩm của nhà Jumbo Gautier. Còn nếu như mà bảo là so với những nhà khác thì có lẽ là tôi cũng sẽ không vuốt con này. Nhưng mà được cái là tôi rất ấn tượng về cái thiết kế này. Đó, trông đẹp, xinh, đúng không? Đây,
Ngoài ra thì tôi sẽ test thật kỹ em này thì về cơ bản thì tôi đã test qua vài lần rồi, nhưng mà thôi, để chính xác nhất thì tôi sẽ test kỹ hơn và sẽ lên video sau. Con này là Love Male Lover đấy, hai con. Nhưng con Love Male Lover này thì trông có vẻ gọi là nghệ hơn cũng như là nam tính hơn khi mà nó được làm thiết kế hình trong và cũng như là hình xăm, trông cũng rất là chất chơi, có phần hơi kiểu người ta hay gọi là bad boy ở đó. Nên là có mùi hương cụ thể như thế nào tôi sẽ nói sau. Còn không biết là các bạn đã sử dụng qua mùi hương của Love Male Fly Edition chưa thì cũng mong các bạn có thể feedback để cảm nhận ở bên dưới. Còn nếu như mà chưa xài hoặc là những quan tâm những mùi hương nào khác thì cứ bình luận ở bên dưới để cho mình biết các bạn muốn xem những cái video gì. Còn đừng quên việc like, share, ấn chuông theo dõi để nhận được nhiều video mới hơn. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.